chị Kính hôm nay kiểu hở là nhắn, hẳn là nhớ các fan lắm rồi. Like video để bắt đầu khám phá cặp đôi drama nhất top top gần đây nhé. Có một top top mấy nay sốt rần rần về cái tên Ngân Hà. Vậy đâu mới đúng là chị Ngân Hà đang dính drama nhỉ? Nhưng mà đấy là những bạn không lướt top top thôi. Còn anh em fan chị Kính nhìn cái là biết ngay chị võ nữ Ngân Hà đúng không nào? Cái gì cơ? Cậu yêu đứa mày quá tớ không yêu đứa. Câu 2, người yêu tin đồn của chị Ngân Hà là ai? Tin đồn của chị Hà đấy, còn ai đồn thì anh em kiếm trên top top nha. Câu 3, ai lớn tuổi hơn nhỉ? Thông tin mật báo thì chị Hà và anh Nguyên bằng tuổi nè. I like you. You don't care about me. Mày yêu rằng cây trí đông đài. Hồ chứ bố chân phong khai đi. Woman go. Câu 4, Ngân Hà và Trương Nguyên, ai thuộc cung sư tử? Chọn Ngân Hà là sai như mấy bà già. Đáp án là anh Trương Nguyên. Ngày 11 tháng 8 cung sư tử xịn luôn. Còn cung hoàng đạo của chị Ngân Hà là gì thì mời anh em comment nhé. Câu 5, drama của Ngân Hà và Trương Nguyên gần đây có liên quan đến vấn đề gì? Trời cả nhà ơi, thời gian gần đây là Nguyên với Hà có lùm xùm liên quan đến mối quan hệ yêu đương đấy. Nghe nói là anh Nguyên đã có người yêu trước khi đến với chị Hà rồi. Câu 6, vậy người yêu cũ của anh Trương Nguyên là ai? Đó là Thùy Dương. Họ đã yêu nhau được hơn 1 năm nhưng hiện tại thì chỉ là người yêu cũ thôi nha. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu như. Câu 7, Ngân Hà có phải là trà xanh chen chân vào tình cảm của người khác hay không? Nói như nào đây ta, Ngân Hà không hề biết Nguyên có người yêu mà ban đầu là chỉ hợp tác quay vì công việc, nên là anh em đừng có công kích gạch đá chị Ngân Hà đấy nha. Quen nhau bao nhiêu lâu, anh có thấy em giận đâu? Quen nhau bao nhiêu lâu, em có thấy anh giận đâu? Bên nhau khó lắm người ơi, xin đừng để em chơi vơi. Câu 8, khi drama nổ ra, trạng thái của Ngân Hà như thế nào nhỉ? Ôi, chị Hà đã khóc rất nhiều anh em ơi. Do chơi cùng nhau nên là mỏ hỗn phạm thoại đã tiết lộ nè. Mọi người biết vụ con Ngân Hà với thằng Trương Nguyên không? Các bạn có biết là cái vụ, một cái vụ nho nhỏ thôi, con Ngân Hà nó khóc. Các bạn không biết đâu, nó khóc. Nó cảm giác như nó không muốn sống đấy. Các bạn phải hiểu cái áp lực từ dư luận, từ những cái người sống tích cực á. Các bạn phải hiểu được. Ví dụ như con Ngân Hà nha, nó khóc. Nó cảm giác như là nó bắt đầu nó sẽ không muốn làm gì nữa.
nó dừng tất cả. Nó cũng nói luôn nó sẽ nó rất sợ. Nó rất sợ mọi người lên tiếng nói và mọi người sẽ lùi ra. Em ơi thì anh chơi với nó mà, anh chơi với con Ngân Hà mà. Ngân Hà thì chơi với thằng Đông, thì con Ngân Hà kể với thằng Đông, thì thằng Đông lại kể với tôi. Câu 9, vậy Thùy Dương và Trương Nguyên có hành động gì? Cho những bạn thích hóng hớt thì Thùy Dương đã gặp Hà và Nguyên để nói rõ sự việc, sau đó thì chia tay, còn Nguyên thì lại khá giữ im lặng nha. Nhưng mà trước đấy thì Nguyên nói với Hà mình là chị họ của Nguyên. Đúng không? Trước là Nguyên có nói là nói với Hà là mình là chị họ của Nguyên. Nhưng cái lúc mà mình gặp Hà rồi thì Hà lại hôm trước em cũng hỏi Nguyên rồi. Thì Nguyên bảo là mình với Nguyên chia tay được cách đấy 2 tuần rồi. Câu chuyện là mới ngày hôm qua thôi, nhưng mà thật ra là không phải. Thật ra không phải, mình với Nguyên vẫn yêu nhau. Nhưng mà vẫn yêu nhau chứ không có chia tay. Nguyên vẫn yêu nhau. Câu 10, tâm trạng của Hà đã tốt lên chưa nhỉ? Yên tâm đi nha, chị ấy đã vui vẻ hơn nhiều rồi nè. Thấy up clip đi chơi đồ đó, chắc do hồi bản thân động viên nhiều lắm đây. Là biết hay chơi cùng ai rồi đấy. Câu 12, Ngân Hà đu trên gì các bạn nhỉ? Bất cứ là nơi đâu như phải là hai ta. Câu 13, mới đây chị Ngân Hà đã đi thẩm mỹ má hay là môi? Trời, cả hai nha, đã xinh bây giờ lại còn xinh hơn. Ngân Hà mới đi tiêm môi và tiêm má ở Hà Nội nè. Này, kiểu là dạo này mình bị gầy đi, mình tụt cân thì má mình mới hóp vào. Hả là mình cũng muốn sửa lại dáng môi mới, với cả là tiêm nhẹ cái má cho nó mím lên một tí. Câu 14, Ngân Hà đi chơi ở đâu đây? Mà có thêm chị Hà thì là đẹp hơn. Anh em công nhận là chị Hà xinh lung xinh linh không? Như Sam cả nhà, không những Sapa mà còn về Bắc Ninh, quê của anh Nguyên nữa đấy. Anh yêu, anh yêu, anh yêu, anh yêu, anh yêu.
mấy tháng rồi. Chà chà, nhanh thế nhở, cũng 2 tháng rồi đấy. Bao giờ mới đến lượt chị em mình đây nhỉ? Em còn thiếu ngủ trong những lần vẫn chạy deadline. Em cứ năng quên cũ, quên cả việc trả lại tóc tai. Hey, những đôi giày con gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, ta tiếp nhìn màn hình. Nhưng tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Thế còn trên này tên là gì? Càng như đắng a như ống ẹo, bị má la nên như không chịu, như dẻo nhẽo nhìn xinh xẻo, biết uống dẻo là con tự đổi kiểu. Ê, nghĩ cái gì vậy ba? Bé nó tập yoga, nghĩ tầm bậy tầm bạ, bỏ suy nghĩ đó nha. Như ống a như ống nhẹo, đây là trên về em Như do thầy Binjet thờ ơ sáng tác nha. Bé nào tên Như thì điểm danh đi chứ. Giờ Như lên thành phố mặc cái áo mà gà nút thiếu. Đất Sài Gòn rất dễ sa ngã, nhưng mà em đã thắt dây an toàn, cho phép anh gọi em bà xã. Quà tất cưới đủ trên cây vàng. Như ống a như ống ẹo, bị má la nên Như không chịu, như dẻo nhẽo nhìn xinh xẻo, biết uống dẻo là con tự đổi kiểu. Ê, nghĩ cái gì vậy ba? Bé nó tập yoga, nghĩ tầm bậy tầm bạ, bỏ suy nghĩ đó nha. Như câu 18 cuối nên so kè trình top top của cặp này cái nhở. Trên này thì Ngân Hà với Trương Nguyên ai đỉnh hơn? Wow wow, cặp này cháy quá. Các bạn chị Kính thì chọn nhà gái nhỉ? Ai chọn nhà trai thì xin một cái like video nào. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những tin hot nhất của idol top top. Yêu một cái và bye.